văn võ quân thần đi, con tông đức ông này văn võ quân thần đi, gia uy sát quỷ chủ tịch ông trong trong ta, có phạm làm thành nghề mô bình nghề, có phạm làm thành nghề đánh đông xe bắc nhà tung hoành mọi nhà. Chúng hoa đồng về mộ đức nghe tốt thần đi, kéo quân đi được đường chính chính cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau, dưới thủy trên bò đua nhau nghe quân đứng đỡ đuôi lắc đầu càn sông.
chuyện phán các quan, ông về chuyện phán các quan, tả cơ hữu đội đương ban đáo đạt lệnh chuyện văn võ đôi hà. Giống nhan hai quan cấp cờ diệu, đức ông chứng đàn duyên, ngã tích đăng cung giảng kim phục hoàng thân gần thành thánh chúa tiến trung vương. Văn sơ dâng lên thức này, văn sơ dâng lên đức ông đầu đôi, phê biên rành rành phê cho đôi chữ trường sinh, cửa nhà khang ái ách tay giải trình độ cho phúc đặng hà sa. Tài mã dâng lên nghiêm ngân, tài mã dâng lên ngày về đấu đôi, phê biên rành rành phê cho đôi chữ trường sinh. Dòng nhan khai quang cấp cờ diệu, đức ông chứng ma văn, ngã thế tăng cung giảng kim phúc hoàng thân cận thành thánh chúa tiến chứng vừa. Oh.
Thích Ca Như Lai. Di Giao đệ tứ thần thành hoàng thành khủng thể thủ thâu thủ quách vai đắc trần từ thượng ngôn nhi tuyên đọc phục dĩ y à, phục dĩ đông nga khải thánh nam nhạc giáng thần hoàng an dân tê tê chi công uy sát quỷ trừ tà chi diệu lực bạch đằng ký tích thanh sử lưu phương Việt Nam hữu vị Việt Nam ba quốc cả lục thành thanh trì hiện vị la hỏa cả an vị la tử hồn đại à khang ba son số và nhà một hai chín thì vù phúc quang linh tử tử thượng phụng Phật tà thánh xuân đa thiên nhiên là cung tiên lễ thỉnh Phật thánh thương lâm đàn lễ chư tôn vị cùng là kinh tư phụ chắc giáng linh tử hiên ngẫm trần triều cao hiên sơn trang cùng bình tiền thánh văn giá phụng hành tiền công kim ngân tài mã thất cầu bản diện hưng long gia môn các cánh nhân an phật thịnh sự lộc tài vượng tiên tăng diên trường thọ sư kim a kim thần đệ tử gia thủ vương thanh đồng nguyên na vi trọng bảo mệnh sinh ngư canh thìn niên thành canh nhị thập tam ba thuê bản mệnh đẳng tức nhật ngưỡng can long nhan phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư trần thế hạnh lại thánh vương trị bệnh trừ tà đại hiển uy linh chi pháp ma cứu dân hộ quốc khẳng mông tương hiệu chi công vạn đà pháp vạn linh thiên bình thiên tướng yêu trùng liêm kiếp thiên phổ danh lưu văn vo vạn tài vạn đà minh cộng mộc so thị kim nguyệt cát nhật tu thiết thương hoa kim mà gần lê vật tịnh cung phu trần cẩn cụ sơ văn kiển thân thượng tàu cung duy trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc bệ hạ trần triều cải thánh vương phụ vương mẫu vương phi phu và nhân ma ngọc cả điện hạ trần triều tê vương tôn gia phong đại vương ngọc điện hạ tả tứ công đồng được ban văn võ bộ hạ linh quan ngũ hổ thần tướng thanh tiền phục cả vọng đại vương đông thủy trưng nga giam phục nguyện quang nga khai ngọc kính hiển hách uy nghi phù linh ấn nghiệm cất là giả duyệt viễn giả lai tà tán bệnh duyên đảo tất thông cầu tất ứng tí thần đẳng tích chi phu quý thọ khang quế tử lan tôn tiếp bảo mệnh vị chiều ưu tuế thời nhật nguyệt kim chi ngọc diệp đình sinh ra môn nữ vượng nhân vật bình an nguyện đã tòng tâm cầu chi như ý đán thần hạ tình vô nhậm kích thiết đình doanh chi chi cẩn sớ thiên vận nhâm dần niên xuân tiên chính nguyệt nhị thập cát nhật đương thời thần đệ tử thành tâm hóa nam hương phương. Bản phố được hoài ngõ sạch có trong đền trong phủ đền đỏ nam tơn từ vũ long nhé.
được đâm con nhà bát ngàn đệ tử nhà chúng nhân được cát khánh nhà dịch bệnh được tiêu trừ tiêu tài được viễn tống nhé. Nhà nào được cầu được phúc đấy, cầu gia an nghiệp, cầu phúc phúc lai, cầu tài tài đáo nhé. Ăn gia nàng có được ngũ phúc lâm môn, tài như duyên trí độc tự vân nai, cầu đạo cho quốc thái dân an, được nhân khang vật thịnh vật khí nhân khang nhé. Thế mà Đức Thanh Ông ta về trừ phủ chứng đàn, được lay ngụ đền này phủ lầy đất này, trừ tà sát quỷ trong xóm ngoài làng, nghe tiếng quân quan mau mau cút khỏi nhé. Tà ma quỷ quái ở đâu ông gì, ông tìm ông chóc phọc tà tinh, ông chóc tà chóc quỷ nhé. Ông cứu người khổ, ông độ người mê nhé. Ông cứu cho ông giải, ông lấy thuốc tiên, ông giải bệnh trần, trần cho hết binh hết bệnh nhé. Ha.
lệ chén quỳ. Dựng tiên ninh bán tiên quỳ chuộc chén trường sinh. Chúc chúc đức đức ông ngài vạn tuế thanh mình. Ông về giáng phúc muôn dân đều hưởng can xanh. Từng sốt nghi tiền thanh gia hồi hưng yên đức thánh chân nghi anh linh nghi hưng yên đức thánh nghi chân nghi anh linh chắc giác nghi hưng đồng nơi chân thiên nghi bổng mang nam hải đức ông đại nghi lòng lõi nghi kịp mơ chi giáp má chi tùy có phên nghi giáp má chi tùy có vụ oan khóc lại đi phạt đi sầm.
xét xử trừ tà, độ cho trăm họ đời đời bình an. Từ nay phúc đắc hà sa. Bao nhiêu những tông gia bên ngoài độ cho trăm gia cha. Việt Nam phú quý mọi người. Bình an từ nay phúc đắc hà sa. Bao nhiêu hàn ách tống giang ngại ngoài độ cho già trẻ trai trai.
quỷ trừ tà độ cho trăm họ đời đời bình an từ nay phúc đặng hà xa. Sát quỷ trừ tà ông về sát quỷ trừ tà độ cho đệ tử đời đời vinh hoa từ nay phúc đặng hà xa. Vinh hoa phú quý mọi điều thành công chứ dặn sợ được tòng cao. Quỷ trừ tà ông về sát quỷ trừ tà độ cho họ nguyện đời đời vinh hoa từ nay phúc đặng hà xa. Vinh hoa phú quý mọi điều thành công chứ dặn sợ được tòng cao. Sát quỷ trừ tà ông về tay ấn có dư ba nghìn tay ấn có dư chín trăm đạo cô phép phù thần thông ông về ông ba. Ban ông về sống ông ban cho họ nguyện đời đời vinh hoa từ nay phúc đặng hà xa. Tay ấn có dư ba nghìn tay ấn có dư chín trăm đạo cô phép phổ thần thông ông về sống ông ba. Dông ân ông ban ông về sống ông ban cho họ nguyện đời đời vinh hoa từ nay phúc đặng hà xa. Trừ tà sát quỷ trừ tà thu đập chúng ra tay linh chữa quyết nhé. Để từ nay giờ đi từ chi giờ lại nhà chấp phộc tà tinh nhé. Điều cho cờ xanh cờ đỏ cờ trắng cờ vàng nghe tiếng quân quan nhà Trần ta. Tà ma quy đầu cung phục à. Thế mà tà tinh yêu tình quỷ quái chú ngụ nơi đây nhé. Để quan anh ta về ta chấp phộc tà tinh nhé. Ta cắm ta trị trùng nhé. Ta trừ tà sát quỷ trừ tà nhà dịp âm dịp đường dịp chợ dịp tà dịp ma nhé. Cầu đạo cho chúng nhân được cát khánh bản mệnh được khang cường nhé. Nhà nào phúc đấy lộc tự vân nài tải như duyên trí nhé. Được từ nay giờ đi từ chi giờ lại dân thôn hoàn hạc trong sóng ngoài làng. Ta mà ở đâu nghe tiếng quân toàn ta mau mau cút khỏi nhé. À. Yên giật giật ra ban thanh ra hồi hoa
đường nghề vương cô đệ nhất nghề tức mà thường là đất châm mọi nghề cô kim chi ngọc điệp danh danh thái sư nhất phẩm quyền hành trong mưa tay. Dành cô kim chi không quang dòng nhan thấp cờ diệu cô về chân đàn duyên ngã thế tăng cũng rằng kim phục hoàng cần cầm thành anh chúa tiên trường trường ca lắng thân già anh từ bi mệnh chúng sinh cố ngã kim tình để hai quang chứng đàn đi đại hoàng tô phương cô hồ đôi tên gọi đại hoàng cô thông minh chính trực đảm đang trong chiều phê cho trăm họ trường sinh.
khai quang dòng nhan thất cờ diệu vương cô trưng trưng đàn duyên ngã thích đăng cung giảng kim phục hoàng thân cận thánh thánh chúa tiến trường trường. Suốt anh từ mơ
gió mát trăng trăng thanh thanh quan lại mà hò bé lại hò qua là quan sông hò thuyền có cửa sông quan lại hò chèo đua về đề bắt bắt lái sang ngang chèo sang bên đề quan lại hò thuyền rồng thuyền cô đã tới bên đây tới phủ tới đây tới bên rồi cô ơi con xin cô gác mái chèo bơi khoan hò số khoan nhớ xưa tình tình cũ đời chân chân đàn duyên ngã thấy tăng cũng giảm
Kim Phúc Hoàng Thần Gật Thánh Chúa Tiên Trương Vương. Văn sâu dâng lên thước này, văn sâu dâng lên cậu về tàu đôi phê biên dành dành phê cho đệ tử trường xê. Chứng lễ chứng đàn cậu về chứng lễ chứng đàn độ cho họ nguyện đời đời vinh hoa từ nay phúc đặng hà xa. Vinh hoa phú quý mọi điều thành thông chứ rằng sử dụng tòng tâm. Tề tay thiên chúc nga chén lá rượu đào. Nhất tuần thì xa dâng lên bệ ngọc để các cô nâng nâng mừng mời. Đà mời dứt nghe cậu sai rời giúp cậu sai. Nhất tuần sơ nhị tuần ná cậu hiền cạn rồi. Để các cô nâng mời, là mời rước nghi cậu xây. Các cô nâng mời, là mời rước cậu xây. Tư của ông cậu về đây nhỉ. Cậu nghe lệnh vua, lệnh mẫu, lệnh chúa, lệnh trầu, lệnh đức ông nhỉ. Tê đền về phủ nhỉ. Để chứng phủ, chứng đàn nhỉ. Vũ đền, vũ phủ nhỉ. Để chứng cho bách gia chẳng họ nhà nào phúc đấy. Người hưng của vua, người thịt của về tham gia nào có. Có ngân, có xuyến, có tải, có lộc và có tiền trần giá. Từ nay trở đi, từ chi tập nào. Nhà nào có hồi ra an nghiệp, an gia nào. Trăm nào thì mới có anh. Đấy, cái bài định thần phép phép không phủ với đêm của cậu nhỉ. Có cầu đảo đến nợ cậu thu nhỉ. Nhà nào cứu của thì phúc cậu cho lại hồ cả tiếp nước hồ vơi lại đầy rồi. Hôm nay rồi đi, từ chi tập nại nhá. Nhà nào được cũng cầu tài, đắc tài, cầu lộc, đắc lộc, cầu bình an, đắc bình an nhỉ. Cổ phúc cũng lai cầu tài tài đạo nhé. Thế mà cổ về nhé, cổ tiên tống tà tín cổ tái đàn nhà Trần nhé. Cổ vui đền vũ phủ nhó. Cổ vui đền vũ phủ nhá. Cổ nhá, cổ vui đền vũ phủ nhá. Cổ vui đền vũ phủ nhá. Có chiếc thoi ai ngoài bờ sông nghe. Có chiếc thoi ai thành ra